Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bảo tồn giống trà hoa vàng, Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Thanh niên huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xung kích trong phát triển kinh tế. Cảnh báo bệnh nhân ung thư ngày càng trẻ hóa ở Thái Bình. Đoàn thanh niên xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cải tạo 3 ao bơi, thu hút hàng trăm thiếu nhi đến bơi mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều mô hình khởi nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là anh Lưu Chí Uyển ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, làm giàu từ giống gà đặc sản của quê hương. Anh Uyển nuôi gà Đông Tảo từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên anh chủ yếu nuôi nhỏ lẻ. Năm 2015, anh được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tham gia mô hình thụ tinh nhân tạo cho gà Đông Tảo. Qua các lớp tập huấn, anh đã thành công trong việc nhân giống gà Đông Tảo thuần chủng. Từ đó, anh Nguyễn mạnh dạn đầu tư chuồng trại chăn nuôi quy mô lớn. Hiện tại, anh nuôi 200 con gà Đông Tảo thuần chủng, mỗi năm xuất ra thị trường 1.500 con gà giống và khoảng 6 tạ gà thương phẩm. Với giá bán bình quân là 150.000 đồng một con gà giống và 250.000 đồng 1 kg gà thương phẩm. Mỗi năm trang trại của anh cho thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng. Chăn nuôi theo quy mô gia trại và nông hộ phát triển mạnh tại các địa phương đã khiến môi trường chăn nuôi ngày càng ô nhiễm và không kiểm soát được nguồn lây dịch bệnh, đã làm tăng chi phí trong chăn nuôi, hiệu quả kinh tế không cao. Giải quyết vấn đề này, trong 3 năm trở lại đây, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã tăng cường hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật mới về chăn nuôi. Từ đó đã có nhiều trang trại, gia trại áp dụng chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học và chăn nuôi Việt Gáp. Huyện Cẩm Giang hiện có 11 trang trại, 51 gia trại và gần 700 hộ chăn nuôi. Triển khai đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020, huyện Cẩm Giang đưa ra các giải pháp hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật đến các hộ chăn nuôi. Kết quả, đến nay toàn huyện đã có 5 trang trại được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chăn nuôi lợn Việt Gáp. Cùng với đó, số hộ chăn nuôi lợn áp dụng theo phương pháp an toàn sinh học ngày một tăng. Toàn huyện cũng đã hình thành 4 tổ chăn nuôi Việt Gáp tại các xã Thạch Lỗi, Cẩm Vũ, Tân Trường và Cẩm Hoàng. Hầu hết các hộ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và chăn nuôi Việt Gáp đều thấy được nhiều lợi ích tích cực. Chăn nuôi an toàn sinh học và chăn nuôi Việt Gáp là phương pháp hữu hiệu giúp người dân chủ động khống chế dịch bệnh cho đàn vật nuôi, tạo được sản phẩm an toàn, chất lượng. Để áp dụng hiệu quả chăn nuôi an toàn sinh học, người dân phải thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, vệ sinh thú y nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào cơ sở chăn nuôi. Đồng thời kiểm soát được con giống, nguyên liệu trong chăn nuôi, tạo ra được sản phẩm an toàn cho thị trường. Với những hiệu quả tích cực của phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học và chăn nuôi Việt Gáp, huyện Cẩm Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng phương pháp này. Chúng tôi đánh giá đây là một trong những quy trình chăn nuôi rất là có hiệu quả từ cái ngăn chặn cái nguồn dịch bệnh lây nhiễm trên đàn gia súc gia cầm. Thế rồi cái việc mà tạo ra các cái sản phẩm đảm bảo cái chất lượng cung ứng cho người tiêu thụ. Thì bên cạnh đó thì cái hiệu quả lớn nhất đó là chúng ta chủ động ngăn chặn được cái dịch bệnh lây nhiễm trên cái trang trại. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục khuyến cáo các cái hộ chăn nuôi tiếp tục mở rộng cái phương thức sản xuất theo cái chăn nuôi theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn toàn huyện. Nuôi lợn theo phương pháp an toàn sinh học và quy trình Việt Gáp được đánh giá tốn nhiều công hơn so với phương pháp truyền thống. Hàng ngày đều phải ghi nhật ký chi tiết, theo dõi mọi diễn biến cũng như những tác động của con người tới vật nuôi. Bù lại đã giúp người nuôi kiểm soát được dịch bệnh, tạo ra sản phẩm chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng hoa cây cảnh ở xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang ngày càng phát triển mạnh, thu hút gần 70% số hộ dân của xã tham gia và đã trở thành nghề làm giàu chủ yếu của bà con nơi đây. Từ năm 1993, xã Hồng Việt đã chuyển đổi 57 hectare trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh và ươm cây giống. Đến nay, toàn xã đã mở rộng diện tích lên đến 200 hectare với sự tham gia của 2.000 hộ, chiếm gần 70% tổng số hộ của cả xã. Thu nhập bình quân từ trồng hoa cây cảnh ở Hồng Việt là 450 triệu đồng một hectare. Mỗi năm, các nhà vườn ở Hồng Việt cung cấp ra thị trường hàng chục vạn gốc hoa cây cảnh, trong đó chủ yếu là đào, quất, hoa hồng, hoa đồng tiền, đem về nguồn kinh tế lớn cho những hộ dân nơi đây.
trà hoa vàng là cây dược liệu quý, tuy nhiên thời gian qua, loại cây này đang có nguy cơ bị mất đi. Trước thực trạng đó, tháng 1 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng tại thôn 4, xã Sa Lâm, huyện Nho Quan, nhằm bảo tồn phát triển được cây trà hoa vàng, tạo tiền đề cho việc ứng dụng và khai thác theo hướng thương mại. Dự án nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng được triển khai tại thôn 4, xã Gia Lâm. Đây là khu vực được bao quanh bởi hệ thống núi đá vôi. Trên diện tích này, trước đây người dân chỉ trồng các loại cây như ngô, lạc do chất đất xấu cộng với hệ thống thủy lợi kém nên năng suất cây trồng không cao. Kể từ khi triển khai dự án, nơi đây đã được đầu tư hệ thống ao hồ, kênh mương phục vụ tưới tiêu, đất và nước được cải tạo, loại bỏ tạp chất, đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Được đầu tư hệ thống nhà màng với diện tích trên 1.000 m2 để phục vụ cho việc ươm cây giống. Hiện nay đã tiến hành trồng được hơn 2.000 cây trà hoa vàng. Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, phải đảm bảo mật độ từ 2.000 đến 2.500 cây trên 1 hectare, tùy điều kiện đất, nguồn phân hữu cơ hoai mục và điều kiện chăm sóc. Khoảng cách trồng cây cách cây và hàng cách hàng là 2,5 mét. Để thuận lợi trong quá trình tưới tiêu, tại đây cũng được đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt. Ngoài góp phần giải phóng sức lao động còn đảm bảo lượng nước tưới và phân bón hợp lý. Riêng cắt cỏ xuống để lấy cái cỏ này nó làm phân mùn cho trực tiếp lại cốm cho cây luôn, chứ không có thuốc sâu, không có diệt cỏ, không có thuốc diệt cỏ. Trà hoa vàng Cúc Phương là loài chịu nắng, chịu hạn, có sức sinh trưởng tốt hơn so với đa số các loại trà hoa vàng khác của Việt Nam. Cây được đánh giá có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện trồng thưa, có bóng tán nắng nhẹ. Chi phí đầu tư 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Một hecta trồng 4.000 cây, thời gian thu hoạch kéo dài trong 4 năm và thu hơn 1 tỷ đồng một năm. Có thể trồng xen cây trà bên cạnh các loại cây lâm nghiệp khác như sưa đỏ, giáng hương, thiên ngân, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đưa cái mô hình này vào thì thấy là rất là thuận lợi. Một đấy là đảm bảo được có công ăn việc làm cho một số lao động ở địa phương. Hai nữa là năng suất cây trồng sẽ được nhân lên, nên ở đây chúng tôi, đất đai chúng tôi thì rất nhiều, nhưng chỉ mong làm sao là từ cái mô hình này công ty có thể nhân rộng ra đối với các hộ, xã viên và cái đất còn lại trong địa phương, làm sao mà đưa được mô hình ra càng nhiều diện tích thì càng tốt. Việc hoàn thiện dự án nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây trà hoa vàng Cúc Phương sẽ là tiền đề cho việc nhân nhanh cây giống phục vụ công tác phát triển sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu dựa trên các mô hình thâm canh, xen canh cây trồng, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cơ sở cho việc xây dựng và hình thành chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, mà cụ thể là sản phẩm trà hoa vàng của riêng tỉnh Ninh Bình. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, những năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã không ngừng phát triển các mô hình kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây là xưởng mộc rộng gần 1.000 m2 của đoàn viên thanh niên Nguyễn Văn Lạng tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ gỗ nội thất gia đình như đồ gỗ tủ. Hiện nay, các mặt hàng của cơ sở đã có mặt tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh và xuất khẩu sang cả Trung Quốc với doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Để có được thị trường rộng lớn, đoàn viên thanh niên Nguyễn Văn Lạng đã không ngừng đổi mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Còn đây là mô hình trồng cây đinh lăng kết hợp với đào ao thả cá của thanh niên Đinh Văn Thuận ở xã Hải Đông. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Thuận về quê giúp gia đình trồng đinh lăng. Nhận thấy tiềm năng của cây dược liệu quý này, anh mạnh dạn thuê hơn 2 hectare đất ruộng san lấp cải tạo cây trồng. Đến nay, với diện tích gần 4 hectare, anh Thuận thu nhập mỗi năm gần 4 tỷ đồng. Qua các phong trào thanh niên giúp nhau làm kinh tế, đến nay, huyện Hải Hậu đã có 40 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân mỗi mô hình 120 triệu đồng một năm, qua đó phát huy tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, xứng đáng với vai trò là lực lượng xung kích tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhờ linh hoạt trong nhiều hoạt động xã hội hóa, đến nay đoàn thanh niên xã Tương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã cải tạo được 3 ao bơi, thu hút hàng trăm thiếu nhi đến bơi mỗi ngày. Đoàn thanh niên xã Dương Quang đã vận động được hàng trăm cá nhân và tập thể góp công, góp của để cải tạo 3 ao bơi trong xã với tổng giá trị trên 300 triệu đồng ở các thôn Dương Xá, Bùi Bồng, Lê Xá. Theo đó, mỗi ao bơi có diện tích từ 500 m2 trở lên, được xây kè và đổ cát giúp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho thiếu nhi trong xã tập bơi.
Vào các buổi chiều, đoàn thanh niên cũng thường xuyên tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí tại 3 ao bơi, thu hút hàng trăm thiếu nhi đến bơi mỗi ngày, giúp các em nâng cao kỹ năng bơi lội và phòng chống tai nạn đuối nước thường xảy ra dịp hè. Xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em là một trong những công việc trọng tâm luôn được xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương quan tâm, góp phần đảm bảo cho trẻ em có môi trường sống an toàn, vui tươi, lành mạnh. Xã Thanh Bình hiện có hơn 5.300 nhân khẩu, trong số khoảng 1.000 trẻ em dưới 15 tuổi, có hơn 20 trẻ thuộc hộ nghèo và hơn 10 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quan điểm của Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bình trong việc triển khai xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em sẽ tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Vì thế, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã tích cực phối hợp với các thôn, các nhà trường và từng gia đình rà soát tổng hợp danh sách số trẻ trên địa bàn, trong đó quan tâm đặc biệt đối với số trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền phổ biến các kiến thức về quyền của trẻ em và trách nhiệm chăm sóc giáo dục trẻ em của các gia đình. Những việc làm thiết thực đó giúp cho địa phương này 4 năm liền được công nhận là xã phù hợp với trẻ em. Việc xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Các cấp chính quyền, các đoàn thể và cá nhân đều xác định việc chăm sóc bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới đây, Thanh Bình tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt được, các điều kiện để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Sau nhiều năm vắng bóng, năm nay sân chơi toán tuổi thơ cấp tiểu học tiếp tục được Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức trở lại. Cùng với 35 tỉnh, thành phố trong cả nước, Bắc Ninh tham gia giao lưu toán tuổi thơ toàn quốc năm 2019 và giành giải cao, đứng thứ hai toàn quốc về giải cá nhân và toàn đoàn lọt vào vòng 12 đội có thành tích tốt nhất tham gia vòng du lịch toán đoạt cúp đồng. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích đối với cả giáo viên cũng như các em học sinh. Giao lưu toán tuổi thơ toàn quốc diễn ra trong 3 ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tạp chí Toán tuổi thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng tổ chức cuộc thi với sự tham gia của 35 đoàn, gồm 348 thí sinh đến từ 28 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó cấp tiểu học có 33 đội với 198 học sinh. Đoàn Bắc Ninh có 1 đội với 6 học sinh tiểu học tham gia. Cuộc thi diễn ra gồm 3 nội dung: thi cá nhân, giải toán bằng tiếng Việt, thi tiếp sức toán và du lịch toán, giải toán bằng tiếng Anh. Vòng thi cá nhân tỉnh Bắc Ninh có 6 trên 6 học sinh đoạt giải, trong đó có 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, đứng thứ 2 toàn quốc sau đoàn Thái Bình. Cùng với Nguyễn Đắc Phong, tiểu học Tiền An, em Hoàng Phi Hùng, trường tiểu học Thị Cầu, em Nguyễn Duy Mạnh, trường tiểu học Vệ An, thành phố Bắc Ninh là thí sinh có điểm cao thứ 2 toàn quốc. Tại vòng thi tiếp sức, đoàn Bắc Ninh được lọt vào vòng 12 đội có thành tích tốt nhất tham gia vòng du lịch toán và đoạt cúp đồng. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự tiện lợi của sử dụng thức ăn đường phố đã trở thành thói quen đối với nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau những tiện lợi ấy là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như việc quản lý cấp phép loại hình này tại Hải Dương gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 10.000 cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm và dịch vụ thức ăn đường phố, và chỉ có khoảng 35% được cơ quan quản lý cấp phép. Ngoài ra còn số lượng lên tới hàng vạn các hộ gia đình bán hàng rong, thực phẩm, hoạt động trôi nổi. Trong số cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố có danh sách các địa phương quản lý, chỉ có 18,5% cơ sở đạt đủ theo yêu cầu quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tỷ lệ người chế biến kinh doanh thực phẩm được khám sức khỏe định kỳ và kiến thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Do hoạt động mang tính tạm thời nên việc quản lý và cấp phép cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố còn nhiều khó khăn. Chỉ bằng cảm quan thông thường cũng dễ nhận thấy nhiều cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như sự nhếch nhác trong việc sơ chế, cung cấp thực phẩm cho thực khách. Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các cơ quan quản lý, sự ủng hộ và phối hợp từ chính quyền địa phương với ngành chức năng trong công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn đường phố. Mặt khác, mỗi người sử dụng cũng là những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn cho mình những nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống sạch sẽ, được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép để tránh ngộ độc thực phẩm, cũng như bệnh mãn tính liên quan đến sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thưa quý vị và các bạn, bình thường không ai muốn đến bệnh viện, thế nhưng khi phải đến viện nằm điều trị bệnh thì họ rất cần sự phục vụ và chăm sóc tận tình và trách nhiệm của người thầy thuốc. Với suy nghĩ và hành động như vậy nên thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đình Đức, trưởng khoa ngoại thận tiết niệu, phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình luôn nhận được sự tin yêu của bệnh nhân. Những năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Đức đã cùng với lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng chỉ đạo triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào điều trị, từng bước thay thế phẫu thuật mổ mở trước đây bằng phẫu thuật nội soi ba lỗ, một lỗ, như nội soi bốc hơi u phì đại tuyến tiền liệt bằng dao cắt đốt lưỡng cực, bằng laser an toàn, hiệu quả, ít biến chứng, nội soi tán sỏi bằng quang, nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản bằng laser. Đây là những kỹ thuật mới tại Ninh Bình liên tục áp dụng, triển khai thường xuyên có hiệu quả trong điều trị cho người bệnh, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trung ương, giảm gánh nặng chi phí điều trị. Thực hiện cái lời dạy của bác cũng như là lời kêu gọi của bác về thi đua ái quốc, những năm qua tôi cũng là một trong những bác sĩ liên tục nỗ lực phấn đấu học tập, học hỏi các kinh nghiệm và các cái kỹ thuật ở tuyến trên, đặc biệt là các bệnh viện đầu ngành, và tham gia các cái buổi hội thảo trong nước cũng như quốc tế để áp dụng những kỹ thuật tân tiến nhất về tại tỉnh Ninh Bình để phục vụ cho những người bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng như một số tỉnh lân cận. Trên cương vị là lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Đức vừa tích cực thực hiện công việc chuyên môn, vừa làm tốt công tác quản lý. Hàng năm, anh cùng tập thể cán bộ nhân viên trong khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, với tỷ lệ điều trị bệnh nhân lành bệnh ngày càng tăng. Dù ở cương vị nào, bác sĩ Nguyễn Đình Đức cũng đều phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên và người cán bộ quản lý. Tôi là bác sĩ trẻ về công tác ở khoa ngoại bệnh viện tỉnh Ninh Bình này, cũng được dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Đình Đức. Dù là bác sĩ Đức là lãnh đạo bệnh viện, trưởng khoa thì cũng rất bận rất nhiều công việc, nhưng hiện tại bác hàng ngày bác vẫn xuống khoa đi buồng với anh em và có những chỉ đạo trực tiếp chuyên môn cho anh em. Chúng tôi cũng đã được học hỏi rất nhiều từ cái tác phong làm việc và cái chuyên môn của bác. Với sự cống hiến không mệt mỏi của mình trong nhiều năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Đức đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương lao động hạng 2, danh hiệu thầy thuốc nhân dân và là một trong những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận tại Trung tâm Ung bướu tỉnh Thái Bình, những năm gần đây, tỷ lệ mắc ung thư đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến, đáng báo động ở độ tuổi 30 đến 40. 30 tuổi, bệnh nhân Trần Xuân Vĩnh đã phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn nặng, đến mức phải cắt bỏ đại tràng phải và làm hậu môn nhân tạo. Triệu chứng mà anh Vĩnh cảm nhận được là những cơn đau bụng kéo dài, nhưng chỉ đến khi đau bụng quá thường xuyên, anh mới đi khám bệnh. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi đã bị ung thư, mà khi vào đây tôi mới biết được là mình đã bị ung thư. Cũng như anh Trần Xuân Vĩnh, nhiều bệnh nhân tại Trung tâm Ung bướu nhập viện trong tâm trạng bàng hoàng vì không thể tin rằng mình lại mắc ung thư. Hiện trung tâm có tới trên 30% bệnh nhân ở độ tuổi dưới 40 đang điều trị, tỷ lệ cao mắc ung thư đại tràng dạ dày và ung thư phổi. Thứ nhất là do cái môi trường sống chúng ta nó thay đổi, thì cũng làm cho cái tỷ lệ ung thư nó gia tăng và nó trẻ hóa. Cái thứ hai nữa là cũng là do cái thói quen ăn uống sinh hoạt, rồi là rượu bia thuốc lá, thậm chí là các cái chất kích thích nó cũng tác động, nó cũng làm tăng cái nguy cơ ung thư ở người trẻ. Các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh nguy cơ ung thư, mỗi người cần thực hiện lối sống điều độ lành mạnh, có chế độ dinh dưỡng hợp lý và thường xuyên vận động, luyện tập thể dục thể thao. Đặc biệt, không nên coi nhẹ việc khám sức khỏe định kỳ, bởi có những loại ung thư có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Tờ rơi quảng cáo với những lời mời gọi ngon ngọt, vay không tín chấp, chỉ cần nhấc máy là có tiền. Tuy nhiên thì đây là những cái bẫy dành ra đối với nhiều người. Và trong một tháng, Công an thành phố Thái Bình đã triệt phá hai đường dây liên quan đến vay nặng lãi với lãi suất từ 150 đến 240% một năm. Những đối tượng nằm trong đường dây cho vay nặng lãi mà Công an thành phố Thái Bình vừa triệt phá. Qua công tác đấu tranh, đối tượng khai nhận lợi dụng những người đi vay trong tình cảnh khó khăn, cần tiền gấp, nên đã đưa ra lời mời hấp dẫn để cho vay. Chỉ cần viết giấy biên nhận tôi đã vay của người này bằng ngày tiền và hẹn đến ngày trả. Một ngày thì mức lãi suất sẽ là bao nhiêu?
lãi suất của đấy là 3.000 đến 5.000 trên 1 triệu một ngày. Vay bao lâu thì phải trả? Có tùy từng người, nó cứ đến ngày nào được của người nào mấy ngày phải thu một lần hay như thế nào ấy, thì em đi em thu thôi. Mình điện xong rồi họ mẹ hẹn mình ở đâu thì mình qua thu được. Khi người vay không trả được, đối tượng sẽ đến đòi rồi có những hành vi gây uy hiếp. Từ tội phạm này diễn ra những tội phạm khác, ví dụ như cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt, cướp giật tài sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.